Vâng, em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác tất cả những cái chiếc mẫu kéo cắt tỉa cành trên cao. Đấy, từng loại nhé, hàng 3m, hàng 4m. Hôm nay em sẽ giới thiệu và sẽ báo giá trực tiếp ở cái phần cuối video nhé. Các bác mà quan tâm thì các bác hãy tham khảo ở cái phần cuối video. Đấy, xem hết video này thì em sẽ báo giá trực tiếp luôn. Thì cái hàng đầu tiên này em muốn giới thiệu cho các bác là cái cây kéo hàng 3m nhé. 3m thì có 3 loại, một là hàng liên doanh, hai là hàng Đài Loan và ba là hàng bút đi, hàng cao cấp nhé, hàng của Nhật Bản. Thì những cái cây kéo này đều có chức năng. Đấy, 3 cây kéo 4m, 5m và 3m này đều có chức năng là cắt tỉa cành này, giữ hoa quả từ trên cao xuống, và ba là cưa cành. Đấy, em giới thiệu về cái ba chức năng của nó. Còn đây là cái kéo hàng liên doanh các bác nhé, hàng liên doanh 3m. Thì cái sự phân biệt của cái hàng liên doanh và những cái hàng khác thì hàng liên doanh của nó thì các bác là lưu ý là cái thân của nó này. Đấy, có những cái hình cạnh cạnh như này, hình lục lăng nhé. Đấy, sự khác biệt của nó là phân biệt là cái hàng liên doanh và cái hàng Đài Loan và hàng cao cấp thì nó khác nhau là cái hàng chuyên, cái hàng liên doanh này là chỉ có cái hàng liên doanh này là có những cái cạnh này. Đấy, là hàng liên doanh nhé, hàng rẻ hơn một chút, cái hàng tầm tiền trung. Đấy là về cái sự khác biệt. Còn hàng Đài Loan và hàng Buddy nhé, thì là cái thân của nó là màu tròn này. Đấy, cái thân của nó hình tròn này. Đấy, hàng Buddy cũng thân tròn nhé. Nên em sẽ giới thiệu về cái chức năng cắt cành. Cắt cành thì ở đây nó có một cái lưỡi cưa này, lưỡi cắt này. Lưỡi cắt này thì được làm bằng thép đen nhé, để đảm bảo cho các bác là không bao giờ bị han gỉ. Rất là nhiều những video này em giới thiệu rồi. Video này em chỉ giới thiệu qua và báo cho các bác là những cái sản phẩm bên em cung cấp thôi. Đây là cái bộ phận vàng, đây là cái chức năng giữ hoa quả và bộ phận cưa. Khi mà các bác mua thì sẽ được đi kèm một cái cây cưa như này để các bác cưa cành. Đấy là chức năng cưa cành. Thì cái này thì hàng 3m này các bác thu lại là 1m8 nhé, và kéo kịch ra là được 3m, cộng với cơ thể người nữa thì các bác có thể là cắt được cái chiều cao khoảng 5m, 5m rưỡi. Đấy là vài cái chức năng của nó. Các bác rút ra làm sao cho nó phù hợp với cái độ cây nhé. Các bác mà muốn tham khảo về cái cách sử dụng thì các bác theo dõi em ở những cái video trước thì em đã chia sẻ cho các bác về cái cách sử dụng rồi. Đấy, liên kết với nhau ở cái phần kéo 3m này nó có hai thân. Đấy, liên kết với nhau bởi một cái lẫy này. Ở phần bên dưới này thì cái tay cầm của hàng liên doanh, đây tay cầm màu đen như này nhé. Đấy, chỉ riêng cái hàng 3m thôi. Đấy, tay cầm màu đen này để đảm bảo cho các bác là giơ cái tay lên cao cắt thì nó sẽ không bị trơn trượt. Đấy, cách sử dụng của nó thì rất là đơn giản, các bác sử dụng như là những cái chiếc phanh xe đạp, bóp phanh xe đạp thôi. Đấy, bóp như này thì đầu kéo nó sẽ hoạt động thôi. Ở đây nó có một cái dây tay phanh này. Đấy, kéo nó sẽ tác động lên đầu kéo, mình sẽ cắt được, mình sẽ giữ được. Và cưa thì các bác chỉ việc lắp lưỡi cưa vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, về cái cây kéo hàng liên doanh này, còn hàng Đài Loan thì là cái tay cầm của nó, đây tay cầm của nó là màu xanh như này nhá, và có chữ Santa. Đấy là riêng hàng 3m này. Còn hàng Buddy thì nó có made in Taiwan, hàng Nhật Bản đây. Đấy, thu lại là 1m8 này. Đây, thu lại là 1m8 này, kéo kịch ra thì em xin báo giá công khai trực tiếp luôn là cái hàng liên doanh này nhá là 550.000, đã bao gồm phí cước vận chuyển rồi, có nghĩa là bao cước rồi nhá. Còn hàng Đài Loan là 800.000, bao cước vận chuyển luôn. Còn hàng cao cấp, hàng Buddy này là 1 triệu đồng nhé, cũng bao cước vận chuyển, có nghĩa là các bác về, các bác chỉ việc gửi này 550.000, 800.000 và 1 triệu đồng. Đấy là các bác sử dụng những cây kéo này thôi, không phải mất tiền cước nữa. Còn về bên này là hàng 4m nhé. Cái 4m là nói chung là chức năng hoạt động của nó thì vẫn cấu tạo hoạt động và chức năng của nó thì vẫn giống nhau thôi. Đấy, vẫn có một cái lưỡi cắt này, một cái bộ phận giữ hoa quả và một cái phần cưa cành. Thì cái thân kéo của hàng 4m này nó khác một chút là nó gồm hai cái lẫy nhá. Đấy, gồm 3 khúc và 2 lẫy. Các bác kéo kịch ra là được 4m. Đấy, kéo thu lại thì là 1m8. Vẫn là như vậy, giống như hàng 3m thôi, nhưng mà nó khác nhau là ở đây thì nó có hai cái lẫy này. Còn phần tay cầm nhá, thì cái hàng này là hàng Đài Loan nhưng mà mẫu của Hàn Quốc nhá. Em giới thiệu luôn là Đài Loan nhưng mẫu của Hàn Quốc. Đấy, tay cầm này. Còn có bóp thì vẫn sử dụng như cái hàng 3m thôi. Đấy, còn hàng 5m đây. Đấy, hàng 5m đây thì cũng chức năng cắt hoa quả này, giữ hoa quả để cái bộ phận vàng bên trên này. Đấy, chức năng cưa cành đây. Cũng gồm 3 khúc nhá và liên kết với nhau bởi hai cái lưỡi. Cũng giống như hàng 4m nhưng mà chiều dài của nó đấy thì là thu lại là 2m nhá. Đấy, cái chiều dài thu lại là 2m, còn cái hàng của 4m này là cái thu lại là chỉ 1m8 thôi, cái hàng 5m thì nó là 2m nhá. Đấy, thu lại kịch, kéo kịch ra là được 5m, thì cộng với cơ thể người thì các bác có thể là cắt được chiều cao khoảng 7m đến 7m rưỡi. Thì em cũng báo giá luôn là cái hàng 4m này là 850.000, bao gồm cả phí cước vận chuyển rồi nhá. Có nghĩa là khi các bác nhận hàng là chỉ phải gửi 850.000
là các bác sử dụng cây kéo này. Và cái hàng 5m là 950.000 nhé. Em xin nhắc lại là 4m là 850.000 này, 5m là 950.000, đều bao gồm phí cước vận chuyển rồi. Và khi các bác mà đặt hàng ở nhà em nhé, thì các bác nhận hàng, nhà em ship hàng qua bưu điện, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, bỏ ra cắt thử, test thử, giữ hoa quả thử nhé, cưa thử, cắt thử, nói chung là đủ 3 chức năng là các bác đều được thử. Nếu mà cảm thấy ok và đúng cái mẫu mã chất lượng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch trước 1.000 nào cả. Nhà em thì ship hàng toàn quốc nhé, gửi hàng qua bưu điện em vừa giới thiệu rồi. Còn cây kéo, em giới thiệu đây những cái chức năng của cây kéo thì của cái hàng Santa thì nó đã in ở sẵn ở đây rồi này. Đấy, cắt này, đấy, một cô gái cắt tỉa cành trên cao rồi. Đấy, đây là giữ hoa quả này, thì đây nó hơi khuất một chút. Là đây là cái lưỡi kéo của nó này. Đấy, được nó in ở đấy, riêng cái hàng Santa này thôi nhá, của 3 mét thôi. Còn em xin nhắc lại là nhà em cung cấp tất cả những cái dụng cụ nông nghiệp. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé. Bây giờ là thời tiết nó cũng hơi tối rồi, nó cũng hơi tối một chút. Còn em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.